Thưa quý vị, sau hơn một tuần lênh đênh trên Địa Trung Hải, ngày hôm nay thì con tàu Aquarius chở hàng trăm người di cư bị Italia từ chối nhập cảng đã cập bến Tây Ban Nha. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chỉ thị mở cửa cảng phía đông của thành phố Valencia để tiếp nhận tàu chở người di cư và cam kết cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Hiện con tàu này chở tổng cộng 106 người. Sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Italia điều thêm hai con tàu khác để san bớt số người di cư để đảm bảo hải trình an toàn hơn. Hôm 9 tháng 6, con tàu Aquarius của các tổ chức phi chính phủ đã cứu 630 người di cư trái phép ngoài khơi bờ biển Libya. Trong số này thì có 123 trẻ em không có người thân đi cùng và 7 phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, cả Malta và Italia đều từ chối mở cảng cho tàu cứu hộ này, khiến tàu Aquarius phải neo đậu ở vùng biển giữa Malta và đảo Sicilia của Italia.